Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy PS3 hack hand. Các bạn vào hand này, ấn O. Các bạn phải vào enable hand trước. Đấy, hiện lên webcam này, các bạn thoát khỏi trình duyệt này, ấn O này. Vào PlayStation này, vào Iris Man này. Các bạn chọn game này, máy hack nó sẽ thoát ra khỏi cái Iris này, và các bạn chọn lại vào cái ổ đĩa ảo thì máy hiểu là mình đang chơi ổ đĩa. Đây, bạn lên trên vào ổ đĩa ảo này, ấn O là chọn game là vào được. Để tải game thì các bạn vào phần PKGI này, mình đã tải sẵn app PKGI. Đấy, các bạn chọn game này. Sau khi các bạn tải game trong PKGI thì game sẽ nằm trong mục quản lý tài liệu. Đấy, nó sẽ nằm trong mục này. Mình chưa tải, các bạn tải về nó sẽ nằm trong mục PlayStation Network Content này. Thì các bạn cài đặt. Các bạn vẫn install trong này, chọn all, các bạn install trong này. Sau khi các bạn install xong thì game nó sẽ chứa trong thủ game data utility này. Sigon. Trong quá trình chơi game thì các bạn không được update hệ thống. Máy hack các bạn yêu cầu các bạn không update nhé, không xóa các file hand, các file mantin và file Irisman này.